Chào anh chị cô chú, hiện tại Tài đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gửi đến cho anh chị một thửa đất vườn phủ hồng toàn bộ. Có sẵn 300 mét thổ cư, trên đất thì có ao cá, ở phía sau đất thì có suối, rồi có vài cây ăn trái anh chị. Và cái mặt tiền của mình thì dài miên man luôn ha. Nằm giữa ba tuyến đường chính, đó là tuyến đường trục chính Kim Long Láng Lớn, Bầu Chinh Láng Lớn và tuyến đường quốc lộ 56 B anh chị ha. Và có một cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Rồi trước tiên thì anh chị xem sổ của thửa đất ha. Tờ bản đồ là 54 và thửa là 115. Địa chỉ ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng diện tích là 7.245,8 m². Hình thức là sử dụng riêng và mục đích sử dụng là có đất ở là 300 mét thổ cư anh chị ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đất của mình thì hai mặt tiền, một mặt tiền đường đất là 72 m, một mặt tiền đường nhựa là được 124 m anh chị ha. Thông tin quy hoạch của thửa đất có 5.448 m² là đất ở tại nông thôn, 1.360 m² là đất trồng cây lâu năm, 219 m² là đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối, còn lại 177 m² là đất thủy lợi anh chị ha, còn lại là 41,1 m² là đất giao thông. Đó. Di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ ra tuyến đường trục chính của quốc lộ 56 B. Từ vị trí của mình mà di chuyển ra tuyến đường quốc lộ 56 B thì khoảng là 1 km anh chị ha. Cũng di chuyển theo hướng này thì anh chị cũng sẽ đi ra tuyến đường trục chính Kim Long Láng Lớn. Cái tuyến đường mà nhựa ở phía bên hông của cái đường á thì đã phóng tuyến, sắp đến thì nhà nước cũng làm cái con đường bên hông của thửa đất của mình sẽ thông ra tới tuyến đường Bầu Chinh Láng Lớn anh chị ha. Đó, cái tuyến đường này nè, cái mặt tiền đường nhựa này thì được 124 m, đất thì xây mặt về hướng tây. Đó, đất thì loại đất là đất đỏ Ba Gian anh chị ha. Mặt tiền dài quá, Tài cũng đi bằng xe luôn cho nó nhanh anh chị ha. Đó, cái mặt tiền đường bê tông bên này á thì được 72 m. Cái đường này anh chị di chuyển vào tầm khoảng là 400 m, 400 đến 500 m nữa là cục đường anh chị. Tại vì cái nhà ở phía trước á thì người ta đã có cái mặt tiền của cái đường Bầu Chinh Láng Lớn nên cái nhà đó không có hiến đường để làm thông ra cái tuyến đường bên kia anh chị ha. Cái khoảng ở phía bên này thì chủ cũng đã dọn dẹp đất của mình á, thì hơi triền, hơi lài một tí xíu anh chị ha. Sau này anh chị sở hữu về á, thì có thể là mình giật cấp khoảng là 2 cho đến 3 cấp anh chị ha. Tới ngay cái nhà một cấp, rồi xuống ngay cái ao là một cấp nữa là rất là đẹp. Đó. Khoảng bên này thì hồi trước á, cho cái nhà bên, cái bên trồng trồng bắp, rồi người ta thu hoạch, rồi chủ cũng dọn dẹp sạch cái mảnh vườn. Từ cái vị trí của thửa đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị di chuyển ra trung tâm của xã Bầu Chinh thì mất khoảng là 1,5 km anh chị ha. Bán kính trong vòng 500 m là đầy đủ mọi cái mặt hàng tiện ích như trường, chợ, ủy ban nhân dân xã, rồi những cái khu kinh doanh buôn bán phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của con người anh chị ha. Ở sau này thì có một cái ao, ao cá, ở dưới cũng có cá và ở trên thì cũng trồng một ít bông sen anh chị. Phía sau cái ao cá là cái suối. Cái suối thì cũng nhỏ thôi chứ không phải là suối lớn anh chị ha. Đất thì ở trên này thì bằng phẳng ha, còn phía trên kia thì nó đổ lại lại. Từ cái vị trí của thửa đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về xem thửa đất vườn ngày hôm nay thì mất khoảng là 60 km. Còn nếu như anh chị ở thành phố biển Vũng Tàu di chuyển về đây xem thì mất khoảng là 45 km anh chị ha. Ở đây thì có cái mai nè. Cái nhà cấp 4 của mình thì nhà kiểu hồi xưa anh chị. Nếu như mà mình sở hữu về, mình tận dụng, mình xây, mình ở được thì mình ở, còn không thì mình đập phá rồi mình xây lại một cái căn nhà theo ý muốn của anh chị ha. Ở phía trước này thì được trồng 8 cây bưởi, cũng đang cho trái rất là nhiều anh chị ha. Rồi, còn đây là toàn bộ những hình ảnh ở trên phần lấy cam để cho anh chị quan sát được cái quang cảnh xung quanh của cái thửa đất vườn ngày hôm nay ha.
Đất của mình thì Phủ Hồng. Đó, nằm ngay cái khu dân cư. Rất là thích hợp để cho anh chị nào mà đang có cái nhu cầu mà tìm kiếm một cái mảnh nhà vườn phủ hồng, rồi có thổ cư, có ao, có suối để mình xây một cái view nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, định cư ở khu vực này rất là ok anh chị ha. Ở đây thì điện nước, dây wifi là đầy đủ rồi anh chị. Và Tài cũng báo giá ở đầu video luôn để cho anh chị và cô chú được nắm thông tin ha. Thì lô đất này được chủ gửi bán với giá là 5 tỷ 490 triệu anh chị ha. Nếu như anh chị cô chú nào mà xem cái thửa đất vườn mà đúng với nhu cầu của mình đang tìm kiếm á, thì liên hệ cho Tài, Tài sẽ dẫn anh chị đi xem đất cũng như gặp chủ để thương lượng trực tiếp ha. Con đường mòn ở phía bên hông này anh chị ha, là nhà nước đã đóng, đã phóng tuyến, là sắp đến là sẽ ủi ủi theo cái đường mòn là sẽ đi ra tới cái tuyến đường Bầu Chinh Láng Lớn luôn anh chị ha. Hiện tại thì chủ cũng đang rất là cần tiền, cũng mong muốn bán nhanh để trả nợ nần cũng như lo cho cái cuộc sống anh chị ha. Từ cái vị trí này mà nếu như anh chị muốn ra trung tâm của thị trấn Ngã Giao thì mất khoảng là 4 km anh chị ha. Còn nếu như anh chị muốn di chuyển về đồi Cù, Suối Nghệ, Sơn Gôn, Châu Đức, rồi cùng khu công nghiệp Sona, Đờ Giê, Châu Đức thì mất khoảng là tầm 8 cho đến là 9 km anh chị. Ở đây thì anh chị có thể là đi ra ngay ngã tư quốc tế để mình đi chợ cũng được, hoặc là anh chị chạy về tới trung tâm thương mại Kim Long mình đi chợ cũng được ha. Từ cái vị trí này mà di chuyển ra trung tâm thương mại Kim Long thì mất khoảng là 3 cho đến 3,5 km. Còn nếu mà anh chị thuận tiện mà đi á, mà muốn đầy đủ á những cái mặt hàng để phục vụ cho cái nhu cầu sống thì có thể ra tới trung tâm thương mại của Ngã Giao ha. Di chuyển theo cái trục đường này, trục đường này là có tên gọi là đường Bầu Chinh Láng Lớn. Hướng này thì anh chị di chuyển về Láng Lớn và đi qua quốc lộ 51 ha. Từ cái vị trí thửa đất vườn mà anh chị di chuyển ra tới quốc lộ 51 thì mất khoảng là tầm 20 km anh chị ha. Cũng như di chuyển theo hướng này thì anh chị cũng sẽ lên cao tốc Long Thành Dầu Giây và đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cái nhà này thì có cái mặt tiền ở phía trước rồi nên người ta không hiến đất để cho thông qua qua thông tuyến qua anh chị ha. Đó, tới ngay đây là hết đất này, hết hết cái đường nhựa của mình này. Ở đây thì mảng xanh rất là nhiều, và ở phía sau cái lô đất của mình á thì cũng có một cái view view đồi núi anh chị ha. Còn di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ đi về Ủy ban Nhân dân xã Bầu Chinh, và cũng như di chuyển theo hướng này anh chị sẽ đi ra trường mầm non Tuổi Ngọc, trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, trường cấp 3 trường Nguyễn Trãi và trường Nguyễn Du anh chị ha. Ở trên cái tuyến đường này thì cũng có mấy cái view cũng khá là đẹp, cũng mấy anh chị ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, cũng về mua cũng làm những cái nhà gỗ anh chị cũng đẹp. Rồi, còn đây là cái góc nhìn từ ngay cái nhà mà không chịu hiến cái đường để thông ra tới
đường Bầu Trinh lớn lớn đó anh chị. Đó, cái tuyến đường nhựa của mình tới đây là hết rồi đó, nhà nước không có làm nữa, tại vì người ta đâu có hiến đất đâu, nên không có làm thông tuyến ha, nên bắt buộc là mình phải chạy chạy một đường vòng. Nếu như mà cái nhà này hiến đất á, thì mình sẽ di chuyển ra cái tuyến đường Bầu Trinh lớn lớn rất là tiện. Đất của mình thì từ trên cao nhìn xuống rất là đẹp anh chị ha. Nếu như mà từ cái vị trí đất vườn mà anh chị di chuyển ra tạp hóa mà gần nhất á, là tầm khoảng là 100 m thôi anh chị, là có tạp hóa rồi và có nhà thuốc rồi anh chị ha. Ở đây thì đa số người dân người ta làm nhà vườn mà kiểu nhà mái thái, và ở phía sau á, thì có cái ao rồi trồng một ít trái cây anh chị. Đa số Tài đi quay cái khu vực này nhiều, Tài cũng thấy ở đây người dân đa số là trồng cây ăn trái và làm một cái view nhà mái thái rất là đẹp. Tài đang di chuyển Flycam từ cái mảnh đất của mình vào ra những cái tuyến đường kết nối giao thông đó anh chị ha, để cho anh chị quan sát cho nó tiện. Ở đây cũng có một cái căn nhà vườn này, cũng trồng sầu riêng. Ra tới tuyến đường này, nếu như anh chị rẽ tay phải màn hình thì sẽ đi về quốc lộ 56B, còn anh chị đi thẳng thì sẽ ra tuyến đường Kim Long Lăng Lớn, còn mình rẽ tay trái thì mình cũng chạy ra được tuyến đường Kim Long Lăng Lớn luôn anh chị ha, hoặc là mình rẽ tay trái mình cũng di chuyển ra được cái đường Bầu Trinh Lăng Lớn, và có thể là đi qua hồ Kim Long luôn. Trước màn hình, ở phía trên góc màn hình là hồ Kim Long đó anh chị ha. Rồi, còn đây là một cái góc quay ngay vị trí giữa đất và di chuyển ra tới ngay cái ngọn đồi núi cho anh chị cùng xem ha. Đó, Tài có nói phân tích cho anh chị là cái đường mòn của những cái hộ dân này này. Sau này cũng nhà nước cũng mở tuyến đường nhựa thông ra cái tuyến đường chính, trục chính Bầu Trinh Lăng Lớn đó anh chị. Hồi nãy khi mà Tài vào quay lô đất á, thì cũng thấy nhà nước phóng tuyến, cũng đánh dấu ở trên cây đầu tuyến và cuối tuyến ha. Ở đây thì có một cái view đồi núi. Đó, trên cái đồi núi này cũng có một cái view. Đó, cũng khá là đẹp anh chị ha. Cái view này thì cũng anh chủ cũng đang ra bán. Nếu như anh chị cô chú nào mà có nhu cầu thì có thể là liên hệ cho Tài luôn anh chị ha. Rồi, bây giờ Tài sẽ phân tích cái vị trí ở trên Google Maps, cũng như dẫn anh chị cô chú đi tham quan một vòng từ cái vị trí thửa đất vườn ngày hôm nay cần bán và ra những cái tuyến đường trục chính kết nối giao thông ở quanh cái khu vực đất vườn anh chị ha, để cho anh chị và cô chú cũng nắm bắt được cái thông tin. Rồi, còn đây là vị trí ở trên Google Maps anh chị ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài. Tài sẽ gửi sổ cũng như thông tin vị trí để cho anh chị và cô chú có thể đo được cái khoảng cách từ cái vị trí anh chị đang sinh sống và tới cái vị trí đất vườn cần bán là bao xa ha. Đó. Nếu như mà mình cái nhà này mà hiến đất thì mình ra cái đường tuyến đường Bầu Trinh Lăng Lớn khá là gần ha. Đó. Còn tuyến đường bên này là tuyến đường quốc lộ 56 này, 56B anh chị ha. Đó, mình sẽ chạy một đường này sẽ ra tới quốc lộ 56B. Đó, còn mình muốn đi
qua bên hồ Kim Long á, thì mình sẽ qua đường Lớn Lớn Kim Long đó. Nói chung cái vị trí đất của mình thì cũng nằm cũng khá là ok, cũng gần chợ, gần nhà thờ, rồi cũng khá là gần với trung tâm của thị trấn Ngãi Giao anh chị ha. Đi lên quốc lộ 51 cũng khá là gần, mà đi về thành phố Hồ Chí Minh cũng ok ha. Ở phần vị trí này anh chị kết bạn rồi Tài gửi cho anh chị tham khảo thêm ha. Rồi phần cuối video thì từ cái vị trí đất vườn Tài di chuyển ra những cái tuyến đường trục chính để cho anh chị và cô chú cùng quan sát ha. Đường thì đường nhựa, rộng 7 m, xe ô tô đi thoải mái. Hai bên đường thì có trồng những cây hoa cũng nhìn rất là đẹp anh chị ha. Tài thì đang di chuyển ra tới tuyến đường quốc lộ 56B và đi về trung tâm của xã Bồ Chính anh chị ha, ủy ban nhân dân xã Bồ Chính đó. Nói chung là trên trên cái tuyến đường này thì những cái quán xá cũng rất là nhiều anh chị ha, tạp hóa rồi nào là chợ sáng chợ chiều. Ở trên tuyến đường này thì cũng có camera an ninh và cũng như bóng đèn đèn đường chiếu sáng ha. Đó, phía bên tay phải là tiệm tạp hóa anh chị. Rồi ra tới đây là ra tới tuyến đường quốc lộ 56B. Anh chị rẽ tay trái màn hình thì mình sẽ về ngã tư quốc tế, còn rẽ tay phải thì sẽ về trung tâm của thị trấn Ngãi Giao ha. Rồi video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.